Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Mỗi ngày chúng ta gặp không ít những rắc rối khó khăn khiến cho tâm trạng chúng ta chùn xuống. Khi ấy, chúng ta cần truyền cho nhau những năng lượng tích cực để tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Cao Thanh Danh và Kim Liên sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bài truyền động lực mang tên Bạn sẽ là người chiến thắng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thật dễ dàng để có niềm tin rằng mọi thứ đang ổn, trong khi mọi việc đang dần tệ hơn. Tôi biết rằng thật khó khăn để có niềm tin khi mà bạn đang đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Nhưng đó chính là lúc mà bạn cần phải có niềm tin. Bởi vì niềm tin là tin vào những điều chưa thấy. Niềm tin là bước đầu tiên để mà làm tất cả mọi thứ. Niềm tin chính là dám can đảm nhảy xuống vực sâu của thử thách và biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật dễ dàng để suy nghĩ tích cực khi mọi việc bạn gặp đều suôn sẻ. Nhưng việc đó sẽ thật khó. Khó hơn rất nhiều khi trước mắt bạn đầy rẫy những chông gai. Và đó là khi cần phải thật bình tĩnh và suy nghĩ tích cực. Vì cuộc sống là những trận chiến. Ta chiến đấu vì ta xứng đáng có được phần thưởng cuối cùng. Phần thưởng chỉ dành cho những con người xứng đáng, là những người mà dám đối mặt với một trận đấu thật sự và kết thúc nó như là một chiến binh. Nếu như bạn muốn nắm trong tay giải thưởng, bạn không thể bỏ cuộc giữa chừng. Bạn phải vượt qua toàn bộ thử thách của cuộc chơi, chống chọi với cái lạnh, vượt qua những khó khăn, đánh bại tất cả đối thủ. Bạn có thể sẽ bị hạ gục, nhưng mà bạn phải biết đứng lên tiếp tục chiến đấu, đào sâu hơn và khám phá sức mạnh thực sự của bản thân mình. Đó là lúc mà bạn giành được giải thưởng thật sự, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn, bạn vượt lên cấp độ tiếp theo. Để có thể tự vượt qua cơn bão, tôi phải tự tin rằng mình làm được mọi thứ. Để tự tin rằng mình làm được mọi thứ, tôi phải đánh bại bản thân mình để trở thành người giỏi nhất. Tôi phải là người làm nhiều nhất, tin tưởng vào bản thân nhất và học hỏi nhiều nhất. Bây giờ, bạn hãy tự nói với chính mình. Về lâu dài, tôi biết những gì tôi cần sẽ đạt được theo cách của chính tôi. Về lâu dài, tôi sẽ có được những gì mình muốn nếu tôi không ngừng cố gắng. Về lâu dài, tôi biết mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Tôi có niềm tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Và cuối cùng thì tất cả sẽ phụ tôi nếu như tôi không ngừng nỗ lực, nếu như tôi không ngừng học hỏi và nếu như tôi không ngừng trưởng thành hơn, nếu như tôi không ngừng tìm cách thích nghi với khó khăn, đối mặt với số phận. Thất bại không có nghĩa là mọi thứ sẽ tiêu cực hơn. Đôi khi những thất bại được tạo ra là để dẫn dắt chúng ta đi theo hướng tốt hơn và đạt được thành công lớn hơn. Nhưng mà bạn chỉ có thể thấy được nó nếu như bạn bộc lộ được hết những tiềm năng của mình. Đừng hỏi rằng tại sao bất công lại đến với tôi, mà hãy hỏi rằng làm sao tôi có thể mạnh mẽ hơn, tôi sẽ học được gì từ những trở ngại này. Trong thời kỳ khó khăn, chúng ta mới thấy ai thực sự có bản lĩnh. Trong thời kỳ khó khăn, chúng ta mới thấy bản chất thực sự của mỗi người. Mạnh mẽ, nghị lực, trưởng thành, tự tin. Hãy đào sâu hơn, vì tôi biết trong bạn tiềm tàng sức mạnh. Tin tưởng rằng nếu bạn tiếp tục làm tốt việc của mình, bạn sẽ nhận được trái ngọt. Thành công có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng nó sẽ đến nếu bạn tiếp tục cố gắng không ngừng. Đừng cho phép sự e ngại tự ti bước vào cuộc sống của bạn. Đừng chỉ sống một cuộc đời u tối để rồi sau 5 năm, 10 năm nữa, khi mà nhìn lại bạn chỉ có thể hối tiếc và thốt lên là tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như ngày đó tôi mạnh mẽ hơn và tôi bây giờ đã có thể ở một vị trí tốt hơn nhiều. Hãy sống hết mình và nhìn lại quá khứ trong một niềm tự hào, nhìn lại ở cương vị là một người chiến thắng. Hãy chắc chắn rằng câu chuyện của bạn chính là sức mạnh, là động lực cho những người khác. Hãy nên cố gắng ngay từ bây giờ, bởi vì tương lai bạn đang nằm trong tầm tay của bạn. Bài đọc đến đây là kết thúc. Bao giờ cũng vậy, qua mỗi bài đọc chúng tôi rất vui khi mà truyền được những thông điệp thật ý nghĩa của nó và càng vui hơn khi mà nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài đọc tiếp theo.